Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà có duyên lành về Phật pháp, mà cũng là ngày rằm tháng bảy, thì theo cái thường lệ truyền thống của người Á Đông nói chung và có Việt Nam chúng ta nói riêng, tháng bảy là tháng ngày rằm xả tội vong nhân. Mà thường cái tháng bảy là người Phật tử hoặc không phải là Phật tử thường ăn chay suốt cả tháng bảy luôn. Nhưng cái đó rất tốt. Tôi muốn nói về vấn đề ý nghĩa của sự ăn chay đấy. Mình phải biết, chứ không hồi trước là ông bà cha mẹ mình ăn, bắt chước mình ăn. Bây giờ cũng theo cái tập quán đó mình ăn. Thì cái đó tốt, nhưng cái đó chỉ cầu phước thôi. Mình phải biết tại sao lại ăn. Thì đạo Phật là cái đạo trí tuệ, làm cái gì cũng phải biết. Biết cho rõ, cho tận nguồn gốc nó. Nếu mình mờ mờ thì đạo Phật kêu đó là vô minh, không được sáng. Còn nếu mình biết rõ thì đó là người trời. Còn biết rõ một cách toàn diện nữa là viên minh, thì đó là Phật. Thì hôm nay tôi muốn đem lại cái sự hiểu biết đúng đắn cho quý vị. Thì đạo Phật cũng không có gì lạ hết á, chỉ là cái sự hiểu biết đúng đắn toàn diện thì đó là Phật. Còn cái hiểu biết lờ mờ, mà nếu lờ mờ mà đê tiện, ren tối, xấu xa thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu cái hiểu biết mà tương đối sáng hơn, mà chỉ là sáng một chiều thôi chứ không được toàn diện, thì đó là cõi người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn cái hiểu biết toàn diện thì mới đi tới quả A-la-hán và Như Lai được. Thì hôm nay theo cái truyền thống đó, chúng ta thường cầu cho người chết. Thì một sấp giấy á, chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng mà chết là gì chứ? Rồi ông bà chúng ta bây giờ ở đâu? Rồi mình chết hay không? Rồi mình đi về đâu? Thì thông kinh thường nói người đi rồi, lần sang phiên ta. Tức là con đường chết ai cũng phải đi hết á. Mà quý vị quá thờ ơ, quá thờ ơ, thành ra Đức Phật thương hại cho mình. Sống sai chết mộng, sống cũng như người say rượu vậy. Mình chết mộng ảo, tới chừng có bệnh hoạn, trời Phật ơi cứu con. Tôi nói thiệt không có ai cứu mình được hết á. Nói Đức Quan Âm cứu con không có đâu, có tôi chịu xuống địa ngục. Ai cứu mình đây? Phải biết là mình cứu mình. Đức Quan Âm chỉ là cái trợ duyên thôi,
Đức Phật ca dầu A-di-đà, dầu cho ông nào cũng không thể cứu mình là giảng sanh về cõi Phật. Tự lực của mình, rồi có thêm tha lực. Thì mình giống như người học trò nhá. Thì Đức Phật hay là Quan Âm là ông thầy giáo. Ông thầy giáo kêu mình vô học bài, mình không vô, rồi chừng đó biết chữ, không có cái vụ đó. Mình phải học, và thầy chỉ dạy. Mình bệnh thì Đức Phật có thể cho thuốc, mà uống thì chắc chắn phải hết. Mà nó đắng quá, Phật ơi uống giùm con. Thì cái vụ này không có, chúng ta phải hiểu. Thành ra luôn luôn mình là chánh. Đức Phật, Đức Quan Âm chỉ là phụ thuộc thôi. Mà quý vị tưởng tượng Phật ở trên trời hay là ở chín tầng mây, không có đâu, ở ngay bây giờ tại đây. Còn cõi trời ở đâu, cũng ngay bây giờ tại đây. Thì chút nữa chúng ta đi sâu vào đó để chúng ta chuyển cái hiểu biết lại. Thì chúng ta thấy cái đạo Phật ngay trước mắt chúng ta. Còn chuyển cái hiểu biết mà đúng đắn, mà có phân nửa thôi, thì cái cõi trời ngay bây giờ. Còn cái hiểu biết quá sai lầm thì ngay bây giờ là địa ngục. Hiện tại thôi, chứ không có trên trời dưới đất gì hết á. Mà ở đâu? Ở ngay trong cái xác thân này. Xác thân này phải chết. Nhưng trong cái xác thân chết này có một cái bất tử, một cái không hề chết. Mà quý vị sống đâu, quý vị chả biết gì hết. Tôi sẽ chỉ. Giờ mình phải nhận lại. Mà nhận lại thì trần ai à? Tức là phải từ mẫu giáo à. Nếu quý vị chưa tu, quý vị phải ăn chay, phải niệm Phật, phải ngồi thiền đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật đếm chưa có thông minh đâu, còn ngu si lắm. Nghe không? Chừng nào khỏi cần niệm Phật nữa thì chúng ta mới đi vào cõi trời. Nghe không? Chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái mới là cõi trời thôi. Và cõi Phật thì khác nữa. Thì cũng cái nhận thức thôi. Chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Thì đó là nhân cái ngày rằm xá tội vong nhân tháng 7 này. Thì vong nhân là gì? Thì đối với tất cả tôn giáo bạn và Phật giáo, và từ xưa trước Đức Phật Thích Ca ra đời, tức là trước Thái tử Siddhartha, người ta đã đặt vấn đề sống chết là quan trọng nhất. Và mãi mãi về sau không bao giờ bỏ vấn đề sống chết. Bởi vì cái đó ai cũng sống và ai cũng phải chết. Nhưng mà chết đi về đâu? Còn cái gì không chết ngay trong cái xác thân sống này? Thì tôi thấy là không ai trả lời hết. Mà cái đó là cái quan trọng nhất cho cuộc sống chúng ta. Dầu chúng ta làm vua, làm quan, chúng ta là thánh, chúng ta là Phật, rồi chúng ta cũng phải chết. Đức Phật cũng phải chết mà. Nhưng mà trong lúc sống Ngài thấy được cái bất tử. Mà ai thấy bất tử thì bằng Phật. Mà cái bất tử đâu phải là riêng của Đức Phật, mà nó là chung cả vũ trụ. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Thì quý vị phải trở về con người của mình và bắt đầu tu tập từ ngày nay. Đừng có thờ ơ nữa. Thì quý vị trở về cái xác thân mình nha. Tôi không nói trên trời, không nói dưới đất, mà tôi nói trên cái xác thân không đầy 2 thước của quý vị. Thì quý vị trở về đó. Chúng ta có 3 thân hết thảy. Một cái xác thân bên ngoài thì quý vị dễ thấy rồi đó. Là một là mắt, 2 là lỗ tai, 3 là 2 cái lỗ mũi, 4 là cái miệng, cái lưỡi, 5 là cái xác thân, 6 là cái óc. Đó là chúng ta thấy ai cũng dễ thấy. Thì nếu mà dùng cái xác thân này mà tiếp xúc sự vật bên ngoài đó, thì đây là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Con mắt tiếp xúc với sự vật, cái bát, người ta, cái nhà, tiền bạc, vợ, con, xe Honda, đó là chúng ta kêu là sắc trần. Lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, tiếng chó kêu, tiếng người nói, tiếng chim hót, tiếng múa lân, vân vân, tất cả các âm thanh thì kêu đó là thinh trần. Lỗ mũi thì ngửi tất cả các mùi, mùi thơm, mùi thối, người không thơm, không thối, thì đó kêu là hương trần. Cái miệng tiếp xúc với các vị và lời nói,
chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng, thì đó kêu là vị trần. Cái thân này tiếp xúc với các đồ trơn, láng, mịn màng, nóng lạnh, thì đó kêu là xúc trần. Hằng ngày chúng ta chẳng để ý gì hết, mà nếu chúng ta đắm nhiễm nó, chúng ta ghiền nó, chúng ta thích nó, chúng ta dính mắt nó, thì hiện tại chúng ta đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái gì làm chúng ta dính mắt? Thí dụ như tôi ghiền thuốc lá, thì nói cái miệng tôi nói ghiền, thật ra sai. Cái miệng không có ghiền. Tôi ghiền cà phê, cái lưỡi tôi ghiền cà phê, không có cái vụ đó. Tôi khát nước thì uống nước tốt, nhưng mà tôi không chịu uống nước, tôi muốn uống bia. Thì cái này đâu phải là tại cái miệng tôi nó đòi bia. Quý vị phải để ý cái chỗ đó. Thành ra cái ghiền không phải ở sắc thân, mà ở cái tâm. Mà cái tâm là cái gì thì chút nữa chúng ta đi sâu vào đó, thấy không? Thì tôi chỉ đưa ra thôi. Còn cái sắc thân thứ hai, quý vị để ý lắm mới thấy được, nó cũng nằm ngay đây. Đó là các dây thần kinh, các dây thần kinh. Con mắt thì có tròn đen, đó là thần, đó là con mắt bên ngoài. Còn từ cái tròn đen này có những dây thần kinh thị giác đưa lên trên óc. Ai có học lớp 12 thì biết, nhất là mấy ông bác sĩ, mấy người mổ mắt thì rành, thấy không? Chúng ta học chúng ta cũng thể biết, nhưng mà nó không sáng tỏ lắm. Chúng ta ngồi mà trở về đó, chẳng hạn như chúng ta lợi bình con mắt, tôi hỏi anh làm cái gì đó, nó còn nhức mắt quá xưa rồi. Con mắt không có nhức, chúng ta rằng vì cái gì nhức? Cái dây thần kinh thị giác nó nhức, chứ không phải con mắt. Dây thần kinh thị giác nhức cũng không đúng, mà là dây thần kinh thị giác do mình ăn uống không điều độ, nó nóng quá, nó sưng lên. Thì cái cảm giác nó mượn cái sưng đó để làm cái nhức. Chẳng hạn giờ quý vị bệnh cái miệng, tôi hỏi cô làm cái gì đó, nó còn nhức răng quá sư. Tôi nói cái răng không có nhức. Như vậy sư nói cái gì nhức? Tôi nói cái chỉ máu, cái tủy ở trong răng nó nhức. Không tin thì cô đi nha sĩ coi, nó soi cái lỗ nó lấy chỉ máu ra. Hoặc là trong người cô nóng quá rồi cái tủy chỉ máu nó sưng lên. Thì cái chỉ máu không phải nhức, mà cái cảm giác nó mượn cái sưng đó để nó làm cái nhau đau nhất, cái khó chịu. Thì khó chịu đó gọi là nhức. Rồi bây giờ uống thuốc hạ nhiệt xuống, khi nó hạ nhiệt rồi nó hết nhức, thì nó thấy dễ chịu. Thì cái chỉ máu mới là nguyên nhân của sự nhức, mà chỉ máu cũng không phải nữa. Mà chính vì cái chỉ máu sưng cho nên cái cảm giác mới mượn cái sưng đó để làm cái trạng thái khó chịu. Chúng ta thấy từ lầm tới lầm, từ sai tới sai, do cái sai này mà chúng ta mới đau khổ. Mới đau khổ. Nhưng mà nhận vậy đúng chưa? Chưa đâu. Mới có đúng một phần năm thôi. Đây là cõi trời. Còn Phật thì cái nhận khác nữa, còn đi sâu hơn nữa. Chút nữa chúng ta đi từ từ. Thì đó là cái thân thứ hai. Con mắt có dây thần kinh thị giác, lỗ tai có dây thần kinh thính giác, cái lỗ mũi có thần kinh khứu giác, cái lưỡi có thần kinh vị giác, cái thân có thần kinh xúc giác. Thì chúng ta thấy, thí dụ chúng ta đổ nước sôi ở trên mình thì cái da nó phỏng, thì cái đau nó có đau nhưng mà nhẹ thôi. Chúng ta chích thịt với chích gân đó, thì chúng ta thấy chích thịt nó đau ít, còn chích gân nó đau nhiều. Nếu mà nó phù á, nó sốc đó, nó sưng lên, nó thành áp xe đó, thì nó đau dữ lắm. Thành ra những người mà phỏng mình đó thì vài tháng, vài tuần có thể lành. Còn mà dây thần kinh đứt rồi thì bán thân. Chúng ta thấy người có bán thân bên trái và nửa bên trái đứt rồi, mấy vị châm kim vô không còn biết đau nữa.
thì dây thần kinh quan trọng hơn là cái da ở ngoài. Cái da ngoài cũng nhức mà nhẹ thôi, mà chúng ta đâu có hay biết gì. Cái thần kinh là mới quan trọng. Thành ra khi cái thể xác này có hơi thở tắt rồi, hít vô không còn thở nữa, chúng ta nói người đó chết. Chưa chết hẳn đâu, chết cái mắt tai mũi lưỡi thân. Còn dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác chưa đứt đâu, 8 tiếng sau mới đứt. Thành ra những người mà chết không cho đụng, 8 tiếng hồi chưa cho đụng là chưa chết hẳn. Chúng ta phải hiểu cái này chỉ có duy thức của Phật giáo mới rành thôi, còn khoa học cũng chưa rành. Khoa học chưa rành ở chỗ đó, chúng ta phải hiểu cái đó. Đó là cái sắc thân thứ hai. Nếu mà chúng ta sống với các dây thần kinh đó thì những cái bên ngoài chúng ta không thèm nữa. Còn nếu chúng ta sống với mắt tai mũi lưỡi thì chúng ta thích cái vị ngon. Khát nước thì nước khoáng uống không chịu, muốn uống bia. Ăn thì không phải ăn cơm không, muốn hủ tiếu, thịt bò, bảy món. Thì chúng ta nói rằng cái lưỡi nó đòi, không có cái vụ đó đâu. Cái sắc thân nó đòi, thân thì có khát nước thiệt, thì uống gì đã khát thôi. Tại sao uống bia mới đã khát, rồi uống nước khoáng không đỡ xác sao? Cái miệng nó đói bụng ăn cơm không được sao? Phải ăn hủ tiếu, thịt bò, bảy món. Thì chúng ta mới để ý cho sâu xa, chúng ta mới thấy rằng cái sai lầm, chính cái sai lầm làm chúng ta đau khổ. Cuộc sống mà sai lầm thì đau khổ. Mà nếu cuộc sống đúng đắn thì chúng ta được hạnh phúc. Mà đúng đắn phải toàn diện á. Mà toàn diện là như thế nào? Chút nữa chúng ta đi sau. Đó là tôi nói về sắc thân thứ hai. Bây giờ sắc thân thứ ba. Sắc thân thứ nhất đó mà quý vị muốn cho tốt đó thì quý vị phải giữ năm giới. Tức là phải có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Phải biết đè nén những cái đê tiện, những cái xấu xa để mà sống cuộc sống cao thượng. Thì quý vị không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm, phải tiết dục, không nói dối mà phải nói lời chân thật, thì quý vị thọ giới đó. Là quý vị tránh những cái đê tiện. Tôi muốn ăn thịt bò, tôi muốn ăn thịt chó, thịt heo, tôi muốn nhậu, cái này là cái đê tiện, thì tôi phải ăn chay. Tức là phải có sự thắng nó. Mà muốn vậy thì quý vị phải giữ giới và phải có tu thiền định, tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Chúng ta thấy có người thọ năm giới mà cái không có thiền định, rồi cuối thùng thua. Có một bạn ngoại bất lâu lâu mười mấy năm nó đi, nó về nó rủ mình đi nhậu. Nó nói tao về mày không nhậu là tao mày dứt tình bạn. Lâu quá rồi gặp nhau mày phương tiện đi. Nói tao giữ năm giới rồi, tao không có nhậu. Mày phương tiện đi, chừng nào tao đi mày nhậu. Mà nếu có định lực mình không có thì mình theo nó. Còn định lực mình có thì mình thắng được. Tao nhất định không nhậu. Thà rằng tao với mày mất tình bạn, chứ tao nhất định là không có bỏ giới được. Cái phao mà tao bỏ giới tao sẽ thành hạt chổng, tao sẽ chết chìm. Thì cái này là mình có giới có định mà không có trí tuệ. Mình không khuyên nó được. Mà nếu mình theo nó là mình giữ giới mà không có định. Còn bây giờ mình thắng được nó thì có giới có định mà thiếu có huệ, cuối cùng tình bạn bị dứt. Còn nếu mình có trí tuệ, mình quán xét cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau, cuộc đời là nhân quả, thì mình giảng cho nó nghe. Chẳng những mày đừng có nhậu mà mày phải theo tao, mày phải ăn chay, mày phải giữ giới. Chi vậy? Có quả báo tới với mày. Loài thú nó vẫn có linh hồn, nó vẫn có cái bất tử. Mày giết nó thì giết cái thân với cái linh hồn nó không chết được, thì nó sẽ thù oán mày. Thì kể những cái câu chuyện quan trái hồi kiếp trước và ngay bây giờ, thằng bạn mày nghe thì nó biết là sai. Thì bây giờ nó bắt đầu vô chùa, nó ăn chay, nó thọ giới. Thành ra mình có giữ giới, có thiền định, đồng thời có trí tuệ. Thành ra mới lấy cái năm giới là căn bản. Cái gì phải thọ giới, rồi về phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, rồi phải quán. Nhân quả, cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Gieo nhân gì thì phải lãnh quả báo đó, không chạy trốn được.
không chạy trốn được. Mình gieo cái hột chanh thì lên cái chanh, trái chanh chứ không thể ra trái cam được. Nó phải như vậy thôi. Như vậy là nhân quả là quyết định hả sư? Không phải. Mình có quyền cải sửa, nhưng mà cải sửa thì phải có ý chí cho mạnh. Cũng như mình thọ giới rồi mà bạn nó rủ mình có thể là theo nó. Nhưng nếu mình cải sửa là mình phải có tu thiền định vững. Thiền định vững mình không theo nó, mình theo giới thôi, thì tình bạn nó mất. Vì thiếu cái trí tuệ. Bây giờ phải có trí tuệ nữa. Thành ra phải ba cái hết: giới, định, tuệ. Còn nếu mình không tu thiền định thì mà nói là cuộc sống là định mạng. Tôi gieo hột chanh, lên cây chanh thì trái chanh không thể cải sửa được. Tôi gieo hột bình bát, cây bình bát, trái bình bát không cải sửa được. Cái đó không phải là đạo Phật. Mà cải sửa là đạo trời, còn không cải sửa là bốn đường ác. Còn đạo Phật không phải cải sửa mà vượt lên nữa. Tôi nói đại khái như vậy. Thí dụ mình gieo hột bình bát, cây bình bát thì trái phải bình bát, nhân quả như vậy. Nhưng mà tôi muốn không muốn bình bát được không? Thì đạo trời đã trả lời được. Mình có thể chặt nhánh thấp mắng ăn cầu vô, thì hột bát cây bát mà trái mắng cầu. Còn bây giờ nếu không cải sửa được hột chanh, cây chanh, trái chanh, bây giờ mình gieo cả trăm cây rồi, bây giờ lên cả mấy chục ngàn trái, mình ngồi mình khóc, đó là ngu. Mình có thiền cải sửa, chuyển nghiệp, làm ly nước chanh với nước đường ngọt bán, mà nó nhiều quá, giờ mấy trăm ngàn trái thì làm chánh núi. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta khôn, chúng ta có quyền cải sửa nghiệp. Như vậy phải đạo Phật không? Xin thưa là chưa phải. Đạo Phật là chấm dứt vấn đề sanh tử luôn, chứ không phải là cải sửa cái sanh tử đê tiện xấu thành cái sanh tử tốt. Cái đó là đạo trời. Đã có trước đạo Phật, trước Thái tử Siddhartha. Thì Thái tử Siddhartha sau khi sanh ra đời rồi thấy cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết. Ngài đi qua bốn cửa thành, thấy già, bệnh, chết. Ngài hỏi Sa Nạc là ta phải vậy không? Sa Nạc nói Thái tử không phải vậy đó. Thấy già thì mắt mỏi, mắt lờ, tai điếc, chân mỏi, gối dụng, da nhăn, má cốt. Thì Thái tử sẽ nhức nhối như ông già rên đó. Rồi bệnh thì nằm ở trên giường bệnh rên la kêu khóc sùm hết. Rồi Thái tử hỏi Sa Nạc ta phải vậy không? Nói tới từng Thái tử già cũng phải bệnh thôi. Mà có những bệnh thầy thuốc không trị được. Rồi chết, thấy một người chết là đem lên lò thiêu. Rồi hỏi Sa Nạc, nói ngài cũng phải lên lò thiêu thôi. Ngài nói có con đường gì thoát không? Nói cái này tôi không biết á. Rồi tới qua cửa thành thứ tư gặp cái ông đạo sĩ, gặp nhà tu mới hỏi, ngài đi tu để làm cái gì? Nói chấm dứt sanh tử. Ngài nói sanh tử có thể chấm dứt sao? Ngài nói được chứ, nếu không mà chấm dứt tôi đi tu làm chi? Nhưng mà ngài phải sống đời sống độc thân, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không cha, không mẹ, không dính mắc cái gì hết. Mà tìm ở đâu? Tìm ở trong con người của ngài á. Nhưng mà nếu bận rộn quá ngài tìm sẽ không thấy. Ngài phải sống đời sống thật đơn giản, tức là không có gì hết. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ với cội cây. Thì cuộc đời sẽ đi đau khổ là có bốn điều thôi. Một là ăn, hai là mặc, ba là chỗ ở, bốn là bệnh hoạn. Ngoài ra không còn một cái nào nữa. Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ, nhất là mấy người nam, mấy người nhậu. Bò bảy món, ăn ốc khỉ, rồi ăn bò tơ, rồi ăn cầy tơ, dở tùm lum hết. Trước cái kỳ đau khổ của loài thú, mình vui cười mình ăn, còn khen chê dở, khen ngon. Mà nếu mình làm con chó, mình làm con bò, mình làm con cầy tơ, mình nghĩ như sao? Ta cắt cổ nhổ lông đem chui mình vậy, mình nghĩ như thế nào? Mà mình có cái linh hồn, có cái bất tử, nó có bất tử không? Cũng vẫn có như tưởng. Thú kia nó cũng là thân, mà cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, mà tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha, có mẹ, có họ hàng. Thì mình cũng vậy.
Chúng ta phải hiểu chỗ đó mà chúng ta phải cố gắng tu. Nhất là thời buổi này, thời buổi trả quả. Ngày xưa quả báo thì chày, tức là lâu. Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, liền đó. Như vậy thì nếu mình thương thân mình, thương cha mẹ mình, thương vợ con mình, thì mình đừng làm hại kẻ khác. Thành ra sau khi Thái tử nghe cái đó rồi, Ngài quyết sống đời sống độc thân. Ngài sinh vua Tịnh Phạn 3 lần. Lúc đó chưa có lập gia đình, vua Tịnh Phạn không cho, bị Ngài là con một. Nếu Ngài đi rồi thì cái nước này là tiêu, vua Tịnh Phạn chết là ai nối ngôi. Nhưng mà Thái tử chúng ta phải biết cái con đại bàng đó, có con chim phượng hoàng đã quyết rồi thì nhất định phải đi thôi. Thì vua cho biết rằng không thể cầm Thái tử được. Vì vua ba lo sợ mới hỏi hết các quan, không ai có ý kiến gì được hết. Ngài ý chí sắt đá mà làm sao mà cột được. Cuối cùng mấy ông quan mới đưa chỉ có mấy ông già thôi, dưỡng lão khất ngôn, nuôi mấy người già để xin cái lời giải. Mấy người già là kinh nghiệm lắm. Thành ra mới họp hết các bô lão ở trong nước lại, mấy trăm người. Thì có ông già 200 mấy chục tuổi đưa tay lên hỏi 3 lần. Ông nói không thể cột Thái tử được đâu bệ hạ. Con chim đại bàng khi nó đã cất cánh rồi không có gì trói nó được. Nhưng mà tôi có một cái kế mọn, mai ra có thể cầm Thái tử được vài năm. Vài năm thôi chứ không cầm được lâu đâu. Thì đó là sợ tóc người đàn bà. Xiềng xích bao nhiêu Thái tử bứt được hết, nhưng mà cái sợ tóc là bứt không đứt đâu. Đó thì bắt đầu là ông vua thấy có lý, mới cho hay 9 nước. Vua nước là nước lớn mà có 9 nước chư hầu. Tất cả công chúa, công nữ, hay tôn nữ và tất cả những người đẹp ở trong 9 nước đều đến cho Thái tử lựa. Thì chúng ta biết cả ngàn người, nhưng mà Thái tử là con người bất, con người là tài ba mà phải lựa vợ thật đẹp. Ngài không vừa ý ai hết. Ngài cho món quà đi qua Ngài không vừa ý. Tới Gia Du Đà La là con của vua Thiện Giác, tức là công chúa đấy, cô đến sau nhất. Thì cái giai nhân tuyệt sắc này vừa lòng Thái tử. Thì Thái tử hết rồi, và cho hết mới đem cái chiếc nhẫn của mình gắn vô tay Gia Du Đà La. Thế là xong, bị A Du Đà La trói cột. Thành đó mấy ông già hồi xưa độc đáo lắm, cái nhìn có ngày sâu sắc, có người kinh nghiệm, kiến thức, ký ức dồi dào. Nhưng mà đâu phải dễ, cuối cùng vua Thiện Giác đâu chịu gả. Trời ơi, con tôi là quốc sắc khuynh thành mà. Biết bao nhiêu thái tử của 9 nước và công tử lợi gọi gả nó mà nó chưa chịu. Hôm nay nó chịu Thái tử, nhưng mà Thái tử phải so tài với các thái tử nước khác và các công tử của tất cả các nước, tức là vài trăm người. So cả tài, cả đức, tức là tranh về văn, về võ, phải song toàn mới lấy con tôi được. Thì vua cha Tịnh Phạn lo, trời ơi, cả 400, 500, 700, 800, 1000 mà Thái tử tranh thì làm sao mà đáng hẳn nhất được. Thì Ngài lo. Thái tử biết mới lợi khuyên cha, cha đừng lo, con sẽ thắng tất cả. Cha nên nhớ lúc mà con còn đi học thì mấy thầy dạy con phải làm đệ tử con hết. Thì cuối cùng cuộc thi bắt đầu. Thì cuối cùng chúng ta biết ai thắng rồi, Thái tử thắng. Thì chiếm được công chúa Gia Du Đà La rồi, thì có một vài năm hương lửa mặn nồng, thì phút đâu là Thái tử lại động lòng bốn phương. Ngài nghĩ đến cái sanh già bệnh chết, Ngài thấy không thể được. Thành ra sau khi mà sanh ra La Hầu La rồi đứa con trai đầu lòng, thì Ngài vừa mừng mà vừa lo. Mừng là có người nối dõi cho vua Tịnh Phạn, mình có thể đi được. Lo là cái nhan sắc Gia Du Đà La mình khó mà dứt được, vì nàng quá đẹp. Và nàng cứ quanh quẩn bên Thái tử hoài, không rời nửa bước. Thái tử khó mà đi. Đi thì nàng hay.
mà dưới cái trang quốc sắc mà mới có một vài năm hương lửa nung mặn nồng thì làm sao mà ra đi được. Thì cuối cùng sau cái bữa nhà vua biết nó 7 ngày tiểu yến, 3 ngày đại yến, thì sau khi mà các cung nữ mà mệt mỏi rồi, thô son dồi phấn rồi nó chảy về xuống coi cũng như là là cái rỉnh cống vậy. Rồi cái mùi rượu thịt với mùi mồ hôi nó nực nồng, thì thái tử thấy mình không thể ở trần chờ nữa. Thì tới 11, 12 giờ khuya tất cả đều an giấc nằm la liệt ở trên mặt đất, ở trên cung điện. Thì công chúa cũng mệt mỏi mới vào trong phòng ngủ với đứa con. Thì thái tử nấy mình cái lúc này là lúc phải ra đi thôi, không thể chần chờ nữa. Ngài mới vô thăm công chúa lần chót. Thì ngài mới từ giã đứa con. Thì ngài nghe vấn đề chư thiên kêu gọi đó. Thái tử ham thi giấc mộng vàng, chết rồi danh lợi cũng theo tan. Con đường giải thoát là trên hết, chỉ có đạo vàng mới giải nghiệp quan. Thì ngài thấy cái tiếng kêu ở trên chư thiên, ngài biết cái giờ điểm đã tới. Thì ngài mới từ giã công chúa. Công chúa ngủ mê man, sao có bữa yến tiệc rồi chắc bà cũng có uống chút rượu, thấy không? Thì đó, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp, mai không đẹp. Mai thì công chúa cũng thành bà già thôi. Tình ta nay đẹp thì mai không đẹp, lưu liếng làm chi một bóng hình. Rồi ngài mới kêu sa nạt với con ngựa kiền trắc phóng ra khỏi thành. Rồi đi vô trong rừng, rồi ngài cắt tóc giao lời cho sa nạt đem về cho vua cha. Sa nạt khóc sức mướt không chịu đi. Thái tử, ông phải đi về cho cha biết. Rồi ta đắc quả rồi ông hãy xuất gia, rồi theo thái tử. Thì lúc đó ngài chưa đắc đâu. Ngài phải 6 năm khổ hạnh, 6 năm không tắm. Còn phải ghê vậy. Ăn một ngày có một hụt mè thôi, tới chết giấc. Rồi 5 năm tìm lão, đi tìm hết khắp Ấn Độ. Ông thầy nào ngài cũng học hết. Thì có hai ông thầy giỏi nhất, đó là Quốc Đầu Long Phất và A-la-la. Một ông dạy cho ngài vô sự xứ, nó giống hệt như là A-la-hán. Và một ông dạy cho ngài phi phi tưởng là Như Lai, nó giống hệt như Như Lai. Ngài tu mỗi một ông nó 7 bữa là ngài đắc A-la-hán, đắc Như Lai. Thì ngài thấy không phải, mà nói cái này đồ dỗm, đồ này đồ nhái, giống chứ không phải. Thì ngài mới giải thích cho hai anh thầy về cái chỗ sơ hở đó, hai anh thầy hiểu. Nhưng bây giờ xin ngài trình bày có quả láng thật, quả Như Lai thật như thế nào. Ngài nói tôi chưa đắc được, nhưng mà tôi thấy cái chỗ sai của hai thầy. Nói bây giờ ngài đi kiếm hết Ấn Độ, không ai cao hơn tụi tôi nữa. Thì thái tử nói phải, phải. Tôi biết rằng bây giờ tại Ấn Độ không ai cao hơn hai ngài, nhưng mà đây không phải là đồ thiệt. Tưởng rằng đồ thật mà quá đồ chơi. Bây giờ tôi phải tìm ở trong xác thân của tôi. Thì quý vị thấy rồi, cũng trở về mình thôi. Hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Rồi xếp chân ngồi lại mới nhìn lại cái xác thân này. Thì ngồi nhập định 49 ngày. Ngài mới xuống dòng sông Ni Liên, ngài tắm 46 năm không tắm. Rồi ngài sau khi lên rồi, ngài khỏe quá rồi, ngài cô Su Già Ta mới đem cái bát sữa, sữa bò đấy, nặng của bò nấu đi nấu lại 9 lần, kêu là lạc tô, mới đem cúng ngài, ngài uống vô, ngài thấy khỏe vô cùng. Thì ngài mới lợi cái gốc cây bồ đề bên dòng sông Ni Liên, cái cây nó phủ hết một gốc trời, đẹp quá trời đẹp. Ngài mới chỉ tay lên trời thề, nếu tại cái bồ đề này mà ta không thành chánh giác, ta không tìm được cái dứt sanh tử, ta không chịu cải sửa sanh tử đâu, ta không chịu làm người trời đâu, ta muốn làm Phật. Mà dầu máu ta có khô, xương ta có mục, mà ta không tìm được cái chấm dứt sanh tử thì ta nguyện chết tại đây. Rồi ngài mới lót cỏ lên cái bồ đoàn, ngài leo đó ngài ngồi. Ngài nhập định luôn 49 ngày, 49 đêm, không ăn uống gì hết. Thì khi sao mai vừa ló dạng, tức là 5 giờ sáng, dạ đổ minh tinh nhi tiện thành chánh giác, ngài đắc quả, hào quang chiếu rực hết cả một gốc trời. Sau khi xả thiền cái ngài tính nhập định bỏ xác luôn. Ngài nói cõi đời này không có độ được,
cái đạo mà ta thấy á, nó đi ngược dòng đời. Ngài lấy cái bát của Ngài thả xuống dòng sông Ni Liên, dòng chảy xuôi, cái bát chảy ngược. Ngài nói đạo ta vậy đó. Cõi đời này chúng sanh thích vật chất, thích hưởng thụ tràn trề, nhất là thời buổi này của chúng ta. Chúng ta quá hưởng thụ. Hồi xưa đâu có điện, đâu có nước, ta sống dưới trời trăng, gió, mây, nước. Ta sống rất là gần với thiên nhiên. Còn bây giờ chúng ta sống bằng nhân tạo như cái phòng này. Hồi xưa chúng ta nhớ Đức Phật thuyết pháp ở dưới gốc cây không à? Đâu có cái phòng nhà giảng như vậy, không có. Thành ra cái thời buổi này, thời này là mưa đó, tới nắng là tôi ra ngoài giường tôi tiếp, tôi tiếp trong này. Khỏi có quạt máy, khỏi có gì hết. Chúng ta sống thì bây giờ đó, khoa học, mấy nhà bác học kêu gọi con người chúng ta trở về thiên nhiên. Lớp hồi đó thì nhà lầu, bây giờ nhà lầu cả trăm tầng, bây giờ đòi nhà trệt, mái lá hoặc là mái tranh. Hồi xưa mái tranh không à. Nhà tôi thì rất nghèo nàn, mái tranh rất một gian sơ sài. Nhưng tôi yêu quý lắm, tại vì cùng cha mẹ tháng ngày náo nước. Mái tranh là thật là mát. Tôi ở đó đi cho nhà tiên tôi tu cũng có cái cốc bằng mái tranh. Bằng ngày mát thật là mát, tranh nó lột dậy nha. Mà mái tranh một cái mười mấy năm nha. Bằng đêm nó ấm vô cùng. Còn bây giờ mình nhà nó là lâu mà ở tới 7-8 tầng trên đó, trời nó nóng muốn chết luôn, quạt máy này nó cũng không hết nóng. Rồi bây giờ có máy điều hòa. Mà quý vị vô đó lâu rồi quý vị ra mà không từng quen, nhảy ra ngoài liền cái là xỉu liền. Tôi bị mấy lần muốn xỉu. Cái không khí trong đó nó tốt mà 26 độ, 24 độ, ra ngoài cái đó 34 độ, chật nha tới 10 độ, ra thì nó muốn ngất liền. Còn quý vị muốn mát nhất, quý vị biết đi đâu không? Quý vị kiếm cái cây cổ thụ quý vị, lấy cái chiếu quý vị trải, quý vị ngồi ở dưới cây, trời ơi nó mát sao á. Thế đó người bây giờ mình ngu hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa các vị thiền sư, mấy vị xuất gia là ta ngồi dưới gốc cây không ạ? Ngày đi sinh ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Không có gì thoải mái bằng ngủ dưới cội cây. Ở đây là quý sư tôi không cho ngủ ở trong cốc, không cho ngủ ở nhà. Toàn ngủ ngoài trời không. Mỗi vị con cái đơn, nhưng cái ghế ngồi thiền. Ngủ ngoài trời nó mát vô cùng, thức dậy thật là tỉnh táo. Khỏi quạt máy, khỏi máy điều hòa, có cái máy của trời đất. Gió hiu hiu, thì nó mát mẻ vô cùng. Thành ra con người bây giờ nói văn minh mà tôi thấy ngu hồi xưa. Hồi xưa ăn cơm nấu là ăn liền. Còn bây giờ mình vô hộp, vô này kia, mì gói này kia, gạo gì để 2 năm, 3 năm không hư, có cái đát, quá đát thì hư. Rồi đổ nước sôi vô ăn. Thiếu chất bổ, thiếu sinh tố, mất thiên nhiên, rồi ung thư đủ thứ hết. Ung thư phổi, ung thư thận, ung thư gan, ung thư bao tử, ung thư ruột, cái đủ thứ ung thư hết. Nó còn chất bổ nữa, tính là đồ độc, đồ quá chất. Muốn giữ lâu 2-3 năm thì sao? Trộn thuốc bảo quản vô đó. Cái gì đi coi mấy cái hạn. Cái gì cũng phải có thuốc hết. Còn nếu chúng ta dùng gạo lứt mà chúng ta dùng cho khô thì chúng ta sấy để trong 3 tháng là hư mốc rồi. Còn bỏ thuốc bảo quản vô 3 năm cũng chưa mốc nữa. Mà thuốc bảo quản là thuốc độc giết người. Rồi bây giờ lại thêm cái bột ngọt nữa. Đâu có thiên nhiên. Rồi để quá chất thôi. Ăn vô là ung thư, tiểu đường, tai biến. Rồi bây giờ có thứ bột ngọt thiên nhiên. Cũng giống như mình nó lấy cà rốt, lấy củ cải đỏ, củ sắn, rồi cứ nó nấu rồi có nồi bự vậy, rồi nó sấy cho khô lại. Thiên nhiên đấy. Để 3 tháng là hư. Muốn cho không hư, trộn cái thuốc bảo quản vô 3 năm chưa hư. Rồi thuốc bảo quản là cái thuốc giết người. Giờ đã coi. Thành ra con người bây giờ bệnh đủ thứ hết. Bệnh là do ăn uống. Rồi bây giờ lại bỏ bơm nguyên tử, rồi đốn rừng nữa. Thì chúng ta biết đó, cái cây đó ban ngày nó thả ra oxy. Tức là chúng ta nghẹt thở không được, chúng ta thở bình oxy, đó là cây nó thả ra oxy. Chúng ta hít cái đó khỏe vô cùng. Thành ra ban ngày tới dưới gốc cây ngồi nó khỏe vô cùng. Tôi đây bên tôi dùng cái giường trúc của bển 20 mấy buổi. Bên này đó là 34-33 độ, qua bển còn có 29-30. Nó mát vô cùng. Bắt cái ghế ngồi thiền ngồi dưới giường trúc nữa, trời ơi nó sung sướng làm sao.
Minh Tú mà phải biết vậy mà tại sao mình lại dại dột. Còn nhà bây giờ thì ở trên là chung cư không. Một cái mảnh đất vậy đó là 70-80 căn nhà trong đó. Ở gần nhau không được tự do. Còn ở quê người ta sống là cái biệt thự. Ta có miếng đất chừng 1 mẫu hoặc 5 công. Ta cất cái nhà lõm ở giữa chung quanh, ta trồng cây ăn trái làm rẫy này kia. Thoải mái vô cùng. Cất cái nhà lá vậy thôi. Rồi chung quanh là còn cây ăn trái này kia, rồi có cực thì ra cho dưới gốc cây ngồi. Rồi bây giờ mình cất nhà lầu 3-4 tầng, ở khích nhà, để rồi nó karaoke bên đây mình khóc. Nhất là những người bệnh tâm thần, mà gặp nhà bên kế cận nó mở karaoke, mình làm sao lá được, nó tự do mà. Mở máy của nó bên nhà nó. Còn nếu mà ở cái biệt thự chừng 1 mẫu, thì mình trốn ở giữa mình tránh được. Mình tới 1 mẫu rộng thanh thản, mà nay nấy ở. Thành ra về quê ở sướng hơn, ngoại ô sướng hơn. Mà ngoại ô là phải không tiền. Nếu giàu quá ngoại ô là ăn cướp nó thâm. Mà nó phải sống đời sống đơn giản, đời sống nghèo thì sướng nhất. Thành ra thái tử hồi đó đi đâu phải có gạt được co. Khi đi xuất gia rồi, bằng ngày đi xin ăn, mà đêm ngủ cột cây, không ai dòm ngó gì hết. Như tôi giờ ra ngồi gốc cây, không ai giết tôi chi. Lấy cái gì, cái bát bằng đất. Cái áo thì y bá lạp, thì cả miêu mảnh, có nhiêu đó thôi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Tôi đi lang thang chỗ nào tôi cũng vô hết. Còn quý vị có tiền bằng đêm phải đóng cửa, mà ngủ quên một cái rồi nó vô không còn món đồ. Còn tỉnh xá này không có gì, nó vô lấy gì cứ lấy. Thành ra gì mình giữ vật chất cho nên mình mới chết. Hãy kiếm tiền bạc của tôi thì phải qua cái xác của tôi. Quá ngu. Tiền bạc làm cái gì? Bây giờ thí dụ hạn hán 3-4 năm. Thì 1 ký vàng quý vị đổi 1 ký gạo người ta đổi không? Không. Vàng có ăn gì được. Còn ngày lúc bình thường 1 ký vàng có thể mua 100 ký gạo. Nhưng mà tới hạn hán rồi thì 1 ký đổi nửa ký gạo không ai tìm nổi. Thì nó có giá trị là tại mình đặt giá trị vô nó, chứ sự vật nó có giá trị gì. Thành ra quý vị phải biết cái chỗ đó. Thành ra con người cứ sống vào bên ngoài hoài, mắt tai mũi lưỡi thân thì sẽ đau khổ. Thì cái đó kêu là thọ năm giới. Thì biết tiết chế tình dục. Vợ chồng, một vợ một chồng, 2 đứa con là đủ. Thành ra chánh phủ bây giờ tôi thấy bắt chước Đức Phật. Phật nói là một vợ một chồng, 2 đứa con, trên nữa là phạm giới tà dâm. Một người ít nhất 1 tháng phải ăn chay 10 ngày. Và loài thú lớn từ gà, vịt, heo, chó trở lên không ăn cũng không giết. Còn cử không được thì 20 ngàn mặn tôm, cua, cá, tép thôi. Tại sao vậy? Tôi nói vậy tôm, cá, tép không có sự sống hả sư? Sống mà linh hồn rất yếu. Quý vị giết 10 con tép, giết con gà trả thù dữ hơn. Bởi vì linh hồn nó mạnh hơn. Quý vị giết 2 con gà, giết con chó trả thù dữ hơn. Quý vị giết 3 con chó, giết người ta trả thù dữ hơn. Thành ra Đức Phật khuyên mình thôi, nếu mà không ăn được trái trường thì ăn 10 ngày thôi. Nhưng tuyệt đối từ gà, vịt, heo, chó trở lên không ăn cũng không giết, tập từ từ. Còn quý sư đây là chay ngọ, chẳng những trường mà lại ngọ ăn bữa trưa. Thì quý vị có 10 ngày mà làm gì không được. Nhưng mà tại sao có người ăn được, người ăn không được? Tại sao vậy? Thì do cái tư tưởng, cái hiểu biết mình quá kém. Thành ra chúng ta thấy là ở trong địa tạng bây giờ in ra kinh đó, có 18 tầng địa ngục. Tôi hỏi quý vị có 18 tầng địa ngục có thật hay không? Có không nè? Ai nói không có đưa tay lên. Ai nói có đưa tay lên. Thì chúng ta thấy là có không? Nếu nói có là sai. Nếu nói không có là trật. Tôi hỏi quý vị ngồi đây với tôi có không nè? Có không? Có là sai, không có là trật. Tùy theo cái nhìn của mỗi người. Bây giờ thí dụ như phẫn mình ỉa ra nè, thức đó,
mình ăn được không? Nhưng mà thấy mình gốm. Nhưng mà đối với cái nhìn của con cá dồ đó, thì nó là món ăn của nó, thật là ngon. Thả xuống là nó đốt nhau, nó giành. Bây giờ nói một cái thực tế đi. Bây giờ thí dụ chiến dịch ung gần thúi rồi đó, đem quý vị ăn quý vị chịu không? Nếu quý vị ăn chay trường quý vị nói trời ơi, con hửi cái mùi con rồi chịu không nổi nữa, xưa biết cho con ăn. Nhưng mà đối với người nhậu ha, chiến dịch ung mà đổi hai chiến dịch thường ta không đổi. Mà nói tôi có gần mấy thầy giáo nhậu mà, cái chiến dịch ung mà đổi ba cái chiến dịch thường không đổi, nó ngon hơn chiến dịch thường. Thì họ hạp cái mùi đó. Còn quý vị giờ ăn thịt trâu quý vị dám ăn không? Bò nhúng giấm hơi hơi bỏ vô nước sôi chưa chín nữa là đem lên ăn rồi, nó ngon vô cùng. Rồi tiết canh gì đó, con vịt cắt lấy máu còn nóng hổi chưa có chín gì hết múc ăn, quý vị dám ăn không? Mà họ ăn rất ngon. Tại sao vậy? Cũng là người mà tại sao họ ăn thấy ngon mình lại gốm? Tại vì cái tư tưởng, cái tâm khác nhau. Mà kêu họ ăn chay họ ăn không được, một ngày cũng không xong. Có nhiều người nói tôi ăn, bạch sư con ăn chay không được. Mùa mùa một Tết nó có ăn mùa múc ba muỗng cơm, ăn cơm trắng. Như vậy là con ăn cả năm đó sư. Tôi nói rồi nữa rồi xuống địa ngục nói chuyện với mấy cái loài thú mà giết nó. Thành ra hơn nhau là chỗ cái hiểu biết. Hiểu biết sai lầm con người sẽ đau khổ. Hiểu biết đúng đắn con người sẽ hạnh phúc. Hiểu biết một cách đúng đắn toàn diện thì con người sẽ chấm dứt đầu thai, chấm dứt sanh tử. Thì cái toàn diện để khi khác, này tôi chưa nói tới cái đạo Phật đó. Thì chúng ta thấy rằng làm sao chúng ta có cái hiểu biết đúng đắn. Thì đạo Phật muốn hiểu biết đúng đắn thì cái tư tưởng mình phải trong sáng, tư tưởng phải thông minh, tư tưởng phải sáng suốt. Mà tư tưởng muốn sáng suốt thì cái tác thân phải khỏe khoắn. Khỏe khoắn đây không phải mập mạnh để mà đánh lộn, không phải ví dụ đó. Khỏe khoắn là trong người nó thoải mái, nó khoan thai, không phải ốm như mạch. Có người mập, nhất là người Tây Phương bây giờ rất sợ mập. Mập mà mập bệnh thì khác, còn ốm mà ốm khỏe thì nó khác. Đó. Một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn. Muốn cho cái tâm mình minh mẫn thì thân thể phải tráng kiện. Mà tráng kiện là đừng có giết. Nhân bất sát không khi nào giết, mà sát bất nhân thì mất biệt tiếng người. Mình giết nó thì linh hồn nó theo mình. Chúng ta coi cái chuyện Duyên Án Triệu Thố là bạn chí cốt nhau. Mà Sàm Tấu hai đứa con nó hiểu lầm nhau, đi thưa đó, ông vua giết chết. Chính kiếp còn đi theo trả thù. Giết ổng chứ cái linh hồn đâu có chết. Thì thương nhau lắm là cắn nhau đau, ổng đi theo ông bạn này tới chín kiếp. Ông bạn biết mình sai, từ chức quan, treo ấn từ quan đi tu liền, giữ giới rất kỹ. Mà chúng ta biết một giới là 36 chư thiên ủng hộ. Ông giữ tới 250 giới là mấy ngàn chư thiên ủng hộ, ông kia đâu có làm gì được. Thì theo hoài, theo chừng nào ông sơ hở mình vô mình trả thù. Mà tới ông chết ông không sơ hở. Thì chúng ta thấy cái giữ giới rất quan trọng đó. Có chư thương bảo vệ mình. Thành ra cái ban hộ niệm rất là hay. Khi mình chết ban hộ niệm mà người nào giữ giới kỹ giúp cho cái người chết đó giảng sanh dễ dàng. Thành ra tôi đây là tôi ráng làm sao lập được cái ban hộ niệm. Mà muốn hộ niệm cho được thì chúng ta thân thể phải tráng kiện. Mà thân thể tráng kiện thì có gọi lứt vú mè thôi. Chứ không cách nào đó. Bệnh mà đang y rồi đó. Nếu chịu ăn gọi lứt vú mè, bệnh gì cũng hết. Ăn nổi hay không? Cái đó tùy cái tinh thần của mỗi người. Tôi nói tùy cái tâm của mỗi người. Nếu người ta định lực mạnh ta ăn dễ dàng. Còn định lực yếu ăn 10 ngày cũng không sống. Thì phải chết thôi. Thành ra 10 người chỉ tôi chỉ đó thì thực hành được chừng 2 người, còn 8 người phải chết thôi. Thà là con chết cho con không được sư. Đầu hàng thôi. Thành ra tôi khuyên quý vị sống chết hay không là do mình chứ không do người khác. Giảng sanh về cõi Phật cũng vậy. Phật ơi Phật độ con về cõi Cực Lạc. Phật nói được, nhưng mà con phải nhất niệm. Mà muốn nhất niệm thì con phải giữ năm giới, con phải quy tam bảo.
Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm Phật không có cứu được đâu. Mà muốn cứu được thì phải nhờ ba ngôi niệm. Còn con không niệm gì hết, bây giờ Phật cứu con, không có cái vụ đó. Con còn ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền vợ con, ghiền tiền bạc, về khỏi cực lạc không có vụ đó. Thì con ở không được, con cũng phải sinh ra thôi. Thành ra thí dụ thế, còn Phật Thích Ca đây mới vừa muốn xuất gia là phải đủ điều kiện. Xuất gia mà còn nhớ vợ, nhớ con, còn tiền bạc, còn ghiền thuốc, thì vô giáo hội, vô đây làm sao có vụ đó. Vô đây gặp ăn chay ngọ nữa thì quý vị là chết nữa, ngồi thiền nữa, quý vị không từng ngồi nữa, thì làm sao xuất gia. Thành ra với điều kiện là mình phải tự lực trước. Rồi giáo hội, quý sư mới bắt đầu nhận vô đây. Thì bên xứ cực lạc cũng vậy, nhất niệm và phát nguyện thì bảo đảm giảng sanh. Còn muốn nhất niệm thì sao? Thì thân phải an. Thân an thì cái tâm nó mới hỷ được. Mà thân muốn an thì sao? Phải trên 10 ngày trời, phải thọ năm giới, rồi phải chìm đắm trong cái đó thì mất thân luôn. Thì chúng ta có thể ngồi 9 tiếng một ngày, 7 ngày, 1 năm, 10 năm. Thì đó là chúng ta không sống với thân bên ngoài nữa, mà sống với cái thân bên trong. Quý vị thấy như Thầy Thông Lạc thì ngồi 7 ngày 7 đêm không ăn uống gì hết. Không ăn uống làm sao sống? Ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc xúc thực. Ví dụ quý vị gì ngồi như tôi ngồi vậy, mà nếu mà tôi ngồi được 7 tháng thì tôi đâu có ăn uống gì. Nhưng mà tại sao vẫn sống? À, nước miếng nó trào ra rồi tôi lấy cái hỷ lạc, tôi ăn bằng cái hỷ lạc đó. Nó có tới 4 cách ăn. Thành ra cái đầu tiên là chúng ta ăn bằng đoàn thực, tức là ăn cơm, bánh mì, đồ ăn. Rồi bao tử mới bóp, mới tiêu hóa, mới ỉa ra phần. Chết nguyên con, cái thây này nó thối. Còn xúc thực đó thì phải giữ 8 giới à, 5 giới là vô không được. Ba cái sau là ba cái hạnh kiểm: không sát sanh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ba cái sau là khó nhất. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Ghế salon, ghế xích đu cà lắc là tuyệt đối. Không nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ vui đông yến tiệc. Không coi truyền hình, không coi internet nữa, không coi mạng nữa. Không có hướng ngoại trở về bên trong. Cái này thời buổi này khó nhất. Cái gì nhà có coi mạng không? Có truyền hình không? Bỏ trong mạng, bỏ truyền hình thì có băng không? Có đĩa không? Mình ở đây tôi cấm hết những cái đó. Người xuất gia mấy cư sĩ còn làm chút ít. Có cái đĩa lớn nhất nè. Mình coi trong này, cái đĩa này bự nhất. Bằng đầu còn nương cái đĩa ngoài của quý sư, sao mới trở về mình? Quý sư cứu mình được không? Phật cứu mình được không? Tôi dám nói không ai cứu mình được hết. Chỉ có mình mới cứu mình thôi. Nhưng mà giai đoạn đầu mình là mẫu giáo thì phải nương vào ông thầy. Tới lớp 11, 12 rồi thì bỏ thầy, để lợi cho mấy trẻ em sao? Mình phải làm thầy. Ta nói là dạy con là thương cha mẹ, dạy học trò là báo hiếu cho thầy. Muốn đền ơn thầy thì thầy đã chết rồi, bây giờ mình làm thầy, mình dạy lớp 6. Như vậy mới là đúng là một người Phật tử. Còn bây giờ cứ cầu hoài, cầu cha, cầu mẹ, không biết cha mẹ mình ở đâu. Rồi tới thiên mình nữa, không biết mình đi đâu. Thành ra Phật tử vô đây là mấy bữa đầm mà tôi gặp là tôi hỏi, tôi hỏi đi đâu đây? Nói con đi cúng thập tự. Tôi nói đây không có nhận tiền. Nói nhận cái gì sư? Tôi nói nhận pháp lý, nhận giới lực với nhận cái pháp lý. Hỏi, nói con chưa thọ giới, con chưa có quy tam bảo. Vậy thì cô làm phước để làm cái gì? Rồi đi tới đâu? Chả biết. Rồi hỏi vậy cô chết không? Chết chứ xưa ai không chết. Chết rồi đi về đâu? Nói con chết chắc con xuống địa ngục. Tôi nói trời nói vậy đó hả? Nói vậy mà nói được đó hả? Cô biết địa ngục ở đâu không? Địa ngục ngay bây giờ. Cô nói câu đó là cô đang ở địa ngục rồi đó. Địa ngục là không hiểu biết gì hết. Rồi mặc sức cho chết được, cái nghiệp nó kéo đâu thì kéo. Nó muốn chui vào trong bụng heo thì nó chui. Nó muốn tiêu vào trong bụng chó thì nó chui. Vì nó còn muốn sống mà. Mà khi mà nó ra khỏi thế xác rồi, nó không có tu thì cái linh hồn nó dơ dẫn như vậy. Mà giờ gặp đâu nó chui vào đó. Thì chúng ta thấy cái khổ chúng ta là do chúng ta không chịu hiểu biết.
Thôi giờ nói thêm cái thứ ba, đó là sắc thân thứ hai, là gồm có dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và dây thần kinh óc. Đó là thân thứ hai. Mà nếu quý vị sống với thân thứ hai này rồi, quý vị không còn ăn uống bên ngoài nữa. Khi xả ra quý vị ăn, nhưng quý vị không dính mắc nữa. Quý vị dính mắc vào cái cảm giác hỷ lạc. Hỷ lạc thì đâu có đồ ăn, nó chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, không dễ không khó, đây là cảm giác dễ chịu. Tụi xì ke ma tí nó cũng có cảm giác dễ chịu, nhưng cảm giác đó là ác ôn, xấu xa, đê tiện. Sau khi xả ra rồi, thân ngoại mạng chung nó ốm o, rồi nó bệnh hoạn, rồi nó chết trong cái đau khổ. Một cái cảm giác này không phải chiếm hữu bên ngoài, không có xì ke ma tí, không có thuốc lá gì hết, mà là do câu niệm Phật. Câu niệm Phật thì nó không có tướng. Mình nghĩ là có Phật A-di-đà, Nam-mô-a-di-đà Phật, mình tưởng tượng Phật, tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu, gạt hết tất cả mọi cái tư tưởng khác ra, chỉ còn tư tưởng niệm Phật thôi. Thì khi cái tập trung như vậy rồi thì cái tâm mình rất là mạnh, không có cái gì gian vô được hết. Bắt đầu mình niệm A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, mới tới 2, cái nhớ tới vợ rồi. Thì giờ phải kéo trở lại A-di-đà Phật 1, lại tới 2, 3, 4, 5, cái nhớ tới ngày mai đóng tiền cho con, rồi tập niệm nữa rồi. Như vậy là cái tâm yếu xìu à. Nó cứ phóng ra, rồi mình kéo trở vô, nó phóng ra, mình kéo trở vô. Rồi khi nào nó thường thuộc rồi, mình niệm khỏi là đếm nữa. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mà niệm được 100 tiếng nó phóng ra nữa thì nó phóng là đó. Phóng là tức là chạy theo bên ngoài nữa. Nó cần vật chất, cần tiền bạc, cần con cái, cần thuốc lá. Kéo trở vô chỉ câu niệm Phật thôi. Mà câu niệm Phật thì đâu có cần cái gì đâu. Mà khi mà nó vào trong linh hồn mình rồi, nó tràn đầy trong đó rồi nó tràn ra. Thì bây giờ không cần niệm nó cũng ra. Thì bây giờ mới định lực mạnh đấy. Đây là tôi nói dọn thứ ba thôi, còn hai giai đoạn nữa. Thì đó là cái thân thứ hai. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta chết, chúng ta sanh về cõi trời sắc giới, không có thân này nữa, không có nam nữ nữa. Chúng ta sống bằng hào quang, chúng ta không cần sống mặt trời, mặt trăng, mà hào quang của mình. Chúng ta chết rồi chúng ta có thể biến mất, kêu là hóa sanh. Thôi có đó để tôi nói cái khác. Khi nào quý vị niệm Phật sâu, quý vị dễ hiểu hơn. Bây giờ nói thì chưa hiểu. Còn cái thân thứ ba là không sống bằng dây thần kinh nữa, không sống bằng mắt tai mũi lưỡi nữa, không sống bằng dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác nữa, mà sống bằng dây thần kinh óc, tức là thuần tư tưởng. Tôi ngồi tôi nhập định, tôi tưởng tượng Đức Phật, tưởng tượng thế giới này, thế giới khác, rồi tôi chìm đắm trong thế giới đó. Thì cái này cao ạ, cái này đến khi khác, đi thì giờ không có. Thì tôi giới thiệu quý vị là ba thân hết thảy. Cái thân thứ nhất là dễ thấy là thân quý vị dột đây. Nếu quý vị dính mắt nó thì quý vị đang ở bốn đường ạ. Tôi ăn thì tôi đòi thịt bò bảy món, rồi thịt chó, thịt heo, chứ tôi không chịu ăn chay. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tôi uống thì không chịu uống nước khoáng, không chịu uống nước mưa, mà muốn uống bia. Ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ. Tôi muốn cảm giác sung sướng rồi tôi xì ke ma tí, tôi hút thuốc lào. Bây giờ địa ngục ngạ quỷ. Thì cái tư tưởng tôi là tư tưởng xấu ác đê tiện. Thì tôi nói cái miệng tôi nó thèm thịt bò, không có cái miệng nào thèm hết đó. Do cái suy nghĩ của tôi. Thành ra tôi hỏi quý vị, ví dụ tôi đưa cái bàn tay lên à, quý vị thấy có bàn tay tôi không? Thì quý vị trả lời bạch sư thấy. Hỏi quý vị thấy bằng cái gì, dùng cái gì để thấy bàn tay tôi? Thì quý vị trả lời một cách rõ ràng, con nít nó còn trả lời được. Dùng con mắt để thấy tai sư, đúng không? Thì quá đúng rồi. Mà tôi nói quý vị nghe không? Bạch sư thuyết pháp con nghe. Nghe bằng cái gì? Con nghe bằng cái lỗ tai. Thì quá đúng rồi. Rồi quý vị đi từ ở nhà đến đây bằng cái gì? Đi bằng cái chân. Quá đúng rồi. Thì cái đúng này đưa quý vị xuống bốn đường à? Nó sai. Quý vị thấy không? Mà cả bác sĩ, kỹ sư,
cả giáo sư hỏi đều trả lời như vậy hết. Ai mà không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không thở bằng mũi, không nói bằng miệng, không đi bằng chân, mà thật sự theo đạo Phật là sai hay là đúng? Chưa đúng lắm. Mà chưa đúng lắm thì cái này mới kéo mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ tôi cho anh cái thí dụ. Thí dụ giờ quý vị có một người Phật tử đến đây đang lễ tôi mà trúng gió ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có nói, có đi không? Thì quý vị nói trời, cái thây ma làm sao thấy, làm sao nghe, làm sao đi xứ? Rồi sau quý vị nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, đi bằng chân, cái thây ma này có mắt, có tai, có chân không? Có. Thì sao bây giờ mà nói anh ơi anh thấy không, tôi đưa bằng tay thấy, anh đứng dậy đi về với tôi, anh nằm đó sao? Thì thây ma có đứng dậy không? Nhưng không đứng thì cái chân đâu, tôi có chặt chân đâu. Thành ra mình suy nghĩ cái câu trả lời mình không đúng. Mà chính không đúng là tại vì mình ngu. Mà ngu thì mình phải đau khổ. Con người ngu là con người đau khổ. Vì đau khổ cho nên mới ngu, vì ngu cho nên mới đau khổ. Như vậy thấy là sao là đúng nè? Sư nói thấy không phải bằng mắt, nghe không phải bằng tai, đi không phải bằng chân, thì đi bằng cái gì? Thành ra tôi phục đạo Phật ở đó tôi mới đi xuất gia. Chứ tôi không đi tu đâu, rồi đó tôi ngang lắm, tôi nói đúng đó. Tôi nói đạo Phật là mê tín, là dị đoan. Mà thật sự có những cái chùa là quá mê tín. Cầu an, cầu siêu, rồi cúng sao Thái Bạch, sao La Hầu gì đó, tôi không có niềm tin. Rồi sau này tôi nhờ coi giáo lý tôi mới biết là cái đạo không sai mà chỉ có con người mới sai thôi. Con người hiểu sai đạo Phật. Thành ra sau khi hiểu sâu rồi tôi nguyện rồi mới giảng pháp. Chứ hồi xưa là tôi ông sư câm. Đạo Phật khó hiểu lắm. Tôi xuất gia đến nay là 40 mấy năm rồi, 30 mấy năm tôi mới bắt đầu hiểu đạo Phật. Tôi mới bắt đầu giảng pháp. Về đây tôi bắt đầu giảng. Rồi xưa là tôi không có nói chuyện. Tôi vô gặp mấy ông cư sĩ, nhất là bên Tịnh Độ, cư sĩ Phật Hội. Nó hỏi nhiều câu mình biết, không trả lời được. Mình thì giáo pháp chưa có gì, thầy giáo đi xuất gia mà kinh sách có coi gì đâu. Mấy ông tiến sĩ mà Phật, thiếu sĩ mà cứ ở ngoài đó rồi coi Phật giáo là không hiểu cái gì hết. Có nhiều cái quyển kinh mấy ông khoái, ông dịch trời ơi chặt lắc hết trơn. Đạo Phật đâu phải vậy, hiểu như tôi nói nãy, mấy ông tức là thấy là bác sĩ cũng trả lời như vậy. Kỹ sư, giáo sư cũng trả lời như vậy. Ai mà không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không nói bằng miệng, không đi bằng chân mà sư nói không phải. Giờ tôi ví dụ quý vị không? Bây giờ đi có cái đèn. Bây giờ mình ghim ở ổ điện thì nó cho ánh sáng. Ánh sáng này ở đâu? Mình nói ở bóng đèn thì mình thấy đúng, mà thật sự sai. Bóng đèn đâu có ánh sáng. Mình nói ánh sáng là do luồng điện với do bóng đèn phải. Nhưng mà cái nào là chánh, cái nào quan trọng hơn? Bạch sư, cái bóng đèn quan trọng hơn, sai. Bây giờ tôi hỏi có bóng đèn đứt nè, cái luồng điện còn ánh sáng không? Mình nói không, sai. Vẫn còn ánh sáng chứ. Rồi bây giờ có bóng đèn còn tốt mà cúp điện, còn ánh sáng không? Nói không, đúng. Như vậy ánh sáng này là của luồng điện chứ đâu phải của bóng đèn. Bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Thì thân thể mình cũng vậy, con mắt thấy, con mắt là cái bóng đèn, còn cái thấy là luồng điện linh hồn. Luồng điện linh hồn nó mượn con mắt để nó phát ra cái thấy. Thành ra con mắt hay bóng đèn chỉ là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của luồng điện linh hồn. Như vậy mới đúng. Tôi thí dụ cho rõ hơn nữa. Bây giờ mình có một cái ổ điện có 6 đầu ghim. Một cái ổ điện, mấy vị biết ổ điện mà có 6 đầu ghim. Tôi ghim qua bóng đèn, nó cho ánh sáng. Tôi ghim qua quạt máy, nó cho quay. Tôi ghim qua radio, nó cho hát. Tôi ghim qua tủ lạnh, nó cho nước đá. Tôi ghim qua 6 chỗ, nó cho 6 cái tác dụng khác nhau. Mà trong đó có bao nhiêu luồng điện? Có một thôi. Có một luồng điện thôi. Như vậy ánh sáng của bóng đèn phải là điện không? Nói phải thì sai, không phải thì trật. Phải không?
rồi cái quạt máy nó quay đó phải điện không, rồi cái bàn ủi nó cho sức nóng phải điện không. Nếu điện thì điện có nhiều thứ, sức nóng là điện, ánh sáng là điện, quạt máy là điện, tủ lạnh là điện, rồi điện là cái gì? Điện có một thôi, vậy là có sáu luồng điện sao? Một cái ổ điện nó có một luồng điện vô thôi. Thì mình phải nói cái ánh sáng bóng đèn là cái dụng của điện. Con mắt là cái dụng của linh hồn, chứ không phải linh hồn. Nhưng mà nương vào con mắt mình biết linh hồn còn ở trong đó. Khi nào cái bóng đứt rồi thì cái luồng điện vẫn còn, thì linh hồn vẫn còn, là cái ánh sáng bóng đèn vẫn còn. Không tin đi mua bóng đèn khác, gắn vô có ánh sáng liền. Mà khi cúp luồng điện rồi có 100 bóng đèn cũng không có nữa. Thành ra có hai cách tu. Một cách tu thêm bóng đèn, quạt máy, tủ lạnh, radio. Khi bóng đèn nó hết tuổi thọ, nó đứt rồi, mình nói bóng đèn đứt bóng rồi. Nhưng mà luồng điện còn thì vẫn còn sống. Thì cái luồng điện quan trọng hơn. Còn Đức Phật Ngài không tu trên bóng đèn, không tu trên quạt máy, không tu trên tủ lạnh, mà Ngài tu trên luồng điện linh hồn. Ngài nắm cái gốc. Thành ra những vị Bồ Tát mà thánh nhân đó, họ muốn chết lúc nào họ chết. Cái xác thân tôi có 6 cái đồ ghim. Bây giờ tôi lấy cái linh hồn luồng điện ra khỏi thể xác này, thì con mắt còn thấy không? Lỗ tai còn nghe không? Lỗ mũi còn ngửi? Cái chân còn đi không? Không. Còn bây giờ tôi đợi con mắt đuôi, tôi nói giờ con mắt của tôi đuôi. Đợi cái xác này chết, tôi nói xác thân chết. Tôi chết rồi. Thật ra tôi đâu có chết. Chết là cái thân chết, cái linh hồn đâu có chết. Bây giờ một người đã chết giấc đi, thì mình nói chết. Nhưng mà nếu cái linh hồn còn thì chút họ vẫn tỉnh lại. Nhưng mà nếu linh hồn ra khỏi thể xác này rồi thì xác thân chết, mặc dù nó chưa bệnh chưa gì hết. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật các bậc thánh nhân đó, Ngài ngồi muốn chết lúc nào chết. Ngài từ giả các đệ tử, Ngài nói bây giờ thầy đi nha. Rồi xong cái Ngài nhắm mắt lại, Ngài ngồi kiết già, Ngài đi. Rồi đệ tử khóc quá trời, cái Ngài mở mắt ra, Ngài rầy. Ngài nói các con đừng có khóc, ta đâu có chết. Các con cố gắng tu rồi lấy cái thần thức. Thường thường ở trong kinh kêu là thần thức, tức là thân trung ấm. Mình kêu là linh hồn. Các con làm chủ linh hồn, các con lấy cái linh hồn ra khỏi thể xác, thì thể xác nó sẽ ngừng hoạt động. Nhưng mắt tai mũi lưỡi thân chân là chưa có chết, chưa có hư. Nhưng mà nó không hoạt động được thì thiếu cái luồng điện linh hồn. Thì cái đó tôi sẽ nói sao, đó là đạo Phật. Tu theo đạo Phật, đó là ngoại đạo, nó tìm không thấy cái đó. Còn bây giờ con mắt tôi hư thì chết không? Đâu có chết. Giờ tôi hư hai mắt, mổ bỏ hai con mắt thì tôi vẫn còn sống. Chặt tôi cánh tay, tôi vẫn còn sống. Chặt cái chân, vẫn còn sống. Mà lấy cái linh hồn ra khỏi thế xác rồi thì xác thân này tiêu. Rồi để cái linh hồn trở lại thì lắc sống lớn lại. Đó là làm chủ lấy cái sinh tử. Rồi sau khi chết linh hồn nó đi về đâu? À quý vị phải nắm cái chỗ đó để tôi nói sơ sơ. Còn nói lại với quý vị còn một chục lần nữa quý vị mới nhận được. Nói là đại khái vậy, còn phải tu tập à, không phải dễ đâu. Đó thì quý vị phải tu tập cái xác thân bên ngoài, thì quý vị không nhận được cái linh hồn đâu. Tu mắt tai mũi lưỡi thân ốc không nhận được đâu. Đây là bốn đường ác. Quý vị phải tu với cái thể xác bên trong, sống bằng các dây thần kinh, thì có thiện trí thức, có thánh nhân giúp quý vị có thể nhận lại. Còn không là quý vị đi tuốt lút nữa. Thành ra ít nhất phải giữ 5 giới rồi 8 giới. Mai ra quý vị mới có thể nhận được cái linh hồn, cái bất tử. Mà phải có bậc thiện trí thức người ta chỉ cho mình, phải công phu. Còn quý vị mà ăn chay 10 ngày chưa được, niệm Phật mà đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, đừng có trông mong nhận được cái bất tử, nhận được cái linh hồn. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị cố gắng tu.
Nhưng mà thời buổi này làm sao nhận cái bất tử được? Không nhận được. Vì cái bất tử nó nằm ở cái thế giới khác. Nó không phải là thế giới của điều kiện. Khi mà cái luồng điện mình tắt rồi, luồng điện nó mất hả? Không mất đâu. Nó sẽ trở về không trung. Mà chúng ta thường kêu, khoa học bây giờ kêu đó là năng lực. Tất cả đều do năng lực mà phát hiện. Chẳng hạn như có học lớp 12 đó, thì mình thấy nước, thì chúng ta là con người, chúng ta thấy là nước. Nhưng các nhà khoa học thấy nó là H2O. Một oxy, hai lần hydro. Hydro chúng ta kêu là khinh khí, oxy kêu là dưỡng khí. Thì hydro có một điện tử âm, một điện tử dương. Nha, một điện tử âm nó nằm ở trong, một điện tử dương nó nằm ở ngoài. Còn oxy 16 điện tử dương nằm bên trong, 16 điện tử âm quay bên ngoài. Rồi khi mà bắn bỏ cái điện tử nữa nó thành cái gì? Mất tiêu. Khoa học không biết đi về đâu. Kêu đó là năng lực. Mà Đạo Phật kêu là thức biến. Thì Đức Phật nói chưa đâu, khoa học chưa đâu. Nó chưa phải là năng lực cuối cùng đâu. Khi mà bắn bỏ vật chất hydro rồi nó biến thành cảm giác, thì năng lực cảm giác khoa học chưa nhận được. Chừng nào giữ tám giới nhập định 7 ngày, 10 ngày, 7 tháng thì mới thấy được đó là cảm giác, chứ nó không phải là năng lực. Rồi khi bắn bỏ cái cảm giác này thì nó biến mất. Thì các cõi trời sắc giới kêu là năng lực. Thì Đức Phật nói chưa phải đâu. Nó là tư tưởng. Tư tưởng nó duy tế hơn cảm giác. Thành ra phải đi tới tứ thiền tứ không mới thấy được cái cảm giác là có hình tướng. Rồi tới tư tưởng là thấy nó không biến mất. Thì các ngài nói tư tưởng là cái thức cuối cùng. Thì Đức Phật nói chưa đâu. Tư tưởng nó biến thành ý chí. Ý chí tức là mình kêu là nghiệp đấy. Tức là chuyển biến sinh diệt từng sát na. Rồi khi bắn bỏ cái ý chí nữa, nó biến thành ra kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì các ngài kêu là năng lực. Đức Phật nói đây là năng lực cuối cùng. Tức là còn lại có cái thân trung ấm, mà chúng ta kêu là linh hồn. Linh hồn là cái cuối cùng, nó không bao giờ biến mất. Nó giống như cái dòng nước chảy. Chúng ta xuống dưới ở biển, chúng ta coi cái dòng ở dưới sông, chúng ta thấy cái dòng nước chảy, đó là linh hồn. Thí dụ thôi, cho dễ hiểu, đó là linh hồn của chúng ta. Nó không có tướng. Rồi khi có gió bắc phong, tham sân si, dinh nhục lợi hại, thịnh si khen chê, nó làm cho cái dòng nước linh hồn của chúng ta nó nổi sóng. Khi nổi sóng ta kêu là sóng, chứ không kêu là dòng nước. Quý vị phải để ý chỗ đó. Sóng thì nó có hình, có tướng. Mà có tướng thì sao? Phải có quải. Còn cái dòng nước nó không có tướng, thành ra nó không quải. Nó cứ trôi chảy gì hoài. Mà khi có gió bắc phong tâm y si, có nổi cái lượng sóng đó. Thì tôi hỏi quý vị, cho cái dòng nước với cái lượng sóng là một hay là hai? Cái dòng nước nó chảy gì? Nó không có sóng. Nhưng mà khi có gió cái nó có sóng. Thì sóng đó ta đâu kêu dòng nước được. Dòng nước đâu có tướng, mà sóng có tướng. Sóng con chó, sóng con trâu, sóng người ta. Sống sắc, sống tỏ, sống sắc thân, sống cảm giác, sống tư tưởng, sống ý chí, sống kinh nghiệm, kiến thức. Tất cả đều là sống hết. Nhưng mà dòng nước thì không có, không có sống, nó chỉ là cái hình chảy xuôi vậy thôi. Mà ngoài cái sống ra không có dòng nước, ngoài dòng nước ra không có sống. Sống nương vào dòng nước để phát hiện. Rồi dòng nước nương vào sống để nhận lại. Thành ra người ta tu theo Đạo Phật, người ta nương vào sắc thân này, người ta nhận lại cái bất tử. Còn mình đó thì nương vào cái bất tử để tạo ra cái sắc thân này. Hai cái nó khác. Hiểu không? Không hiểu thì thôi. Đó, thành ra chúng ta tu là chúng ta lấy cái sắc thân này làm tôi, của tôi. Rồi lấy cái cảm giác là tôi, của tôi. Rồi lấy cái tư tưởng là tôi, là của tôi. Tư tưởng là ác nhất. Nó tạo ra biết bao nhiêu cái. Đói bụng,
thì ăn cái gì cũng được không? Tư tưởng nói phải ăn thịt bò 7 món. Khát nước thì tư tưởng nó nói tôi ghiền cái cà phê, tôi ghiền bia, thì do tư tưởng bài xé. Quý vị ngồi đây muốn đứng dậy đi về, tư tưởng nó không được à, sư giảng hay mày phải ngồi nghe. Vì cái chân đâu dám nhúc nhích, cái chân muốn đi là do tư tưởng sai khiến. Cái miệng mà muốn uống bia cũng do tư tưởng sai. Chứ khát nước thì cái gì vứt vô đã khát thôi. Mà uống nước mưa, uống nước khoáng, vứt vô được. Tôi tưởng nó không được à, tôi muốn uống bia. Thì nó sai cái miệng sinh, cái thân đi kiếm tiền để mua. Thì nó sai cái thân, thân phải đi, nó sai cái miệng thì cái miệng phải nói. Thì cái miệng, cái thân là tai sai của tư tưởng. Mà tư tưởng là cái hiểu biết của chúng ta. Mà cái hiểu biết sai lầm thì cái xác thân này làm việc ác, cái miệng nói việc ác. Thì ngay bây giờ, hết giờ, 1 tiếng 15 phút, tôi tính giảng 1 tiếng thôi, không mà tôi nhiều chuyện quá, tôi ra nhiều. Thì chúng ta thấy tất cả đều do tư tưởng mình. Thành ra quý vị muốn cho tư tưởng được thông minh, được sáng suốt của cõi trời, thì trước tiên quý vị phải quy tam bảo, thọ trì năm giới. Rồi cái thân an rồi, quý vị mới bắt đầu cái tâm quý vị niệm Phật, tập trung kỹ mạnh lâu sâu đè nó xuống. Những cái tư tưởng ác tới gạt bỏ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 được rồi, niệm Phật khỏi đếm, được rồi tập trung vào. Câu niệm Phật tới chừng mà nó đầy cái linh hồn rồi, thì nó tràn ra ơn, nó đây mới nhất niệm đấy. Từ đây quý vị muốn giảng sanh dễ dàng thôi. Mà nếu quý vị không phát nguyện sanh về cõi trời, còn phát nguyện A-di-đà ơi, con muốn về cõi Phật của Ngài thôi. Mà hỏi con nhất niệm chưa? Con niệm Phật khỏi đếm được chưa? Con đã quy tam bảo thọ trì năm giới chưa? Con làm rồi hết rồi. Thì ok, Ngài chấp nhận vô giáo hội. Còn không thì ta không tiếp dẫn được, con vô đây con không có tu được. Con còn ghiền cà phê, ghiền vợ, ghiền con, ghiền tiền bạc, ghiền hông đa, thì thôi không có vô đây được. Thì lỗi ở mình phải nhất niệm, Phật A-di-đà mới tiếp dẫn. Còn nếu mình tạp niệm thì sao? Thì Đức Phật Thích Ca rất thương mình, nói giờ nếu con tạp niệm đó thì con phải nhờ Phật tử. Phước chúng như hải, con nên nhớ một người giữ năm giới là 180 vị thần ủng hộ, chư thiên ủng hộ. Thì nếu được 100 người hộ niệm cho con thì cái bích tông này đẩy mạnh lắm. Con đã hết xăng hết nhớt rồi, bây giờ họ giúp cho xăng cho con thì con nhờ đó con đi được. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng đối với người còn tạp niệm. Nhờ đó mà con giảng sanh không phải tự lực con quá yếu. Ngài ơi, con năn nỉ Ngài, kêu gọi Ngài mà con yếu quá. Thì bây giờ cái ban hộ niệm giúp cho con mạnh. Ban hộ niệm mới năn nỉ A-di-đà, thì cảm A-di-đà phải hiển đó thôi. Thì chúng ta thấy pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng trong 10 muội mật pháp này. Thành ra tôi đi dùng sâu dùng xa, tôi cứ tiêu bố pháp môn tịnh độ. Chứ bây giờ quý vị làm sao mà nhận cái Phật tánh, nhận cái bất tử, nó khó, tôi còn không biết nhận được chưa, tôi nói thiệt. Còn cái nhất niệm thì tương đối dễ. Còn nếu nhất niệm được, quý vị tạp niệm cũng vẫn giảng sanh được, nếu mà có ban hộ niệm, có người khai thị. Thành ra pháp môn tịnh độ thì nhất niệm giảng sanh, mà phải phát nguyện nha, không là về cõi trời. Rồi nếu có ban hộ niệm mà tạp niệm, ban hộ niệm cũng có thể giúp giảng sanh. Thì còn cái gì hơn nữa? Mà Đức Phật Thích Ca đã nói một người giảng sanh, một người thành Như Lai. Chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi. Nhất niệm thì về cõi trời, nhất niệm làm gì mà thành Như Lai được. Mà tịnh độ dám nói nhất niệm thành Như Lai nếu giảng sanh. Thì tôi nhắc quý vị bây giờ trong thời buổi này, thì quý vị thấy cái thần thức của mình không bao giờ chết. Thì quý vị thường kêu là linh hồn, thì loài thú nó cũng có linh hồn. Thì trước tiên quý vị muốn giảng sanh thì đừng gây thù oán với nó. Đừng gây thù oán với nó. Bởi vì khi chết cái linh hồn nó thù oán, mà chúng ta biết loài thú nó ngu lắm. Mà càng ngu thì thù oán càng dữ. Mà thú càng lớn chừng nào linh hồn càng mạnh chừng ấy. Mà khi chết nó không cho quý vị đi rồi, đó là quý vị khó mà giảng sanh.
Tôi đi rồi tôi thấy có nhiều người chết trăn trở hoài. Quan gia chế chủ, quan gia chế chủ là gì? Là những người lúc mình còn sống mình làm đó, và những cái loài thú lớn kia là quan gia chế chủ. Nhưng mà pháp môn tịnh độ hay nha, thì gặp trường hợp đó quý vị làm sao? Nhiều người méo miệng kêu la khóc lóc trăn trở hoài không chết. Rồi trường hợp đó làm sao? Quý vị lợi cái hình Di Đà. Thường thường người chết là phải đi Di Đà, càng tốt càng lớn này càng hay. Quý vị kêu bà con, anh em, cha mẹ, dòng họ, ừ, nếu mà người khai thị đó là sư cô hay nhà sư, tôi dẫn lại đó, thì tôi mới lại quan A Di Đà đó. Tôi nói xin những cái quan gia trái chủ làm trả thù cái dông này, cái người hấp hối này. Vì lúc trước mà chưa biết đạo Phật cho nên đã lỡ gây ác. Trong cuộc sống này ai không tạo ác, tôi hồi xưa cũng tạo ác, tức tôi chưa xuất gia. Thì bây giờ xin tha thứ cho nha. Ai mà không dạy dỗ thì tôi nguyện đó, tôi là gia chủ đây, con cái sẽ đem cái công đức tu hành của mình hồi hướng cho quan gia chế trụ, cùng giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà. Xin Đức Phật Di Đà chứng minh để giúp đỡ chúng con. Nguyện ba lần như vậy rồi chạy A Di Đà. Thì cái người hấp hối nhà hết, mà không hết phải xin lần thứ nhì nữa, không hết lần thứ ba nữa. Mà nếu có tâm mình thành, con cái với cái lòng thành một lần là nó tha liền. Còn mình xin cái miệng cho có mà cái tâm mình không thành, xin 10 lần nó cũng không tha. Linh bất linh là do cái người xin đó có thành tâm hay không. Thành kính là phước báo. Thành ra quý vị thấy có người xin thì kết quả liền, có người xin 10 lần không kết quả. Mà tôi lại xin một lần là kết quả. Thì tôi xin với cái tâm thành thật. Thì tôi kêu bà con, cha mẹ, anh em gì đó, xin cho có người hấp hối. Nhiều khi người hấp hối là cha mẹ, có khi là dì cô trong gia đình. Thì tôi nói trước phải thành kính nha. Nếu mà xin kết quả là do quý vị thành kính, quý vị sẽ hồi hướng phước báo quý vị cho những cái dòng quan gia trái chủ đó. Nó cùng niệm Phật, nó cùng giảng sanh. Và đồng ý rồi tôi xin một lần, một lần mà phải xin ba lần đó. Rồi để lại xong. Thì người hấp hối trở lại bình thản liền, không còn trăn trở, không còn la hét nữa, im lặng ra đi. Thì mình thấy là nó rất là hay. Thành ra quý vị nhớ cái linh hồn mình rất là quan trọng, cái tư tưởng mình rất là quan trọng. Mình không chịu chết là không chết, mà không hiểu chết là tại vì không hiểu. Có người nằm cả năm, cả tháng không chết, mà tôi lợi tôi giải thích rồi họ đồng ý chết. Thì 5 phút sau là họ chết rồi. Còn nếu họ không hiểu là tưởng cái thân này là của tôi không chết là còn nước còn tát, ngu si. Cái xác thân mà ai không Phật còn phải chết mà, có gì họ không chết. Thì cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nhớ nghĩ tưởng ở đầu, ở xương, không phải đâu. Cái đầu là cái cơ quan thôi. Cái nhớ nghĩ tưởng nó nằm bàn bạc trên không gian, giống như cái làn sóng, giống như cái luồng điện. Khi đủ điều kiện nó mượn cái óc để nhớ nghĩ tưởng. Khi mà lấy cái nhớ nghĩ tưởng ra thể xác chết. Còn không là để thể xác nó nứt bóng, nó chết rồi thì cái nhớ nghĩ tưởng nó lơ lửng trên không gian, nó không biết đi về đâu. Thì kêu là hồn ma bóng quế. Nếu mà lúc đó nó nhớ nghĩ tưởng điều ác rồi, nó kiếm gà, vịt, heo, chó, con cái gia đình nó chui vô đó. Nó không hiểu đạo, gặp đâu chui đó. Còn lúc còn có tu thì nó cõi trời, thì nó sanh về cõi trời. Hết phước là luân hồi. Còn nó có nghe giáo pháp thì nó phát nguyện A-di-đà ơi, con không muốn về cõi trời đâu, con muốn về cõi Phật. Thì Phật A-di-đà hiện ra thôi giảng sanh. Thì cái đó là do cái gì? Do cái đi nghe pháp. Thành ra tôi tường năn nỉ, tôi dùng chữ năn nỉ đó. Thế tôi năn nỉ quý vị ích lợi về cho tôi. Thành ra tôi muốn quý vị làm sao tu trí tuệ, tức là phải hiểu pháp lý. Cúng dường là cái phụ, thành ra cúng dường tôi đồ đạc ăn uống đồ tôi ít có chịu. Chưa biết thì tôi nhận, còn đã biết rồi là tôi ít có nhận. Phật tử lâu năm rồi cúng rồi là tôi không có nhận. Chừng nào mà trả bài cho tôi đi thì tôi nhận. Trả đầu tiên là cái gì? Năm giới, năm điều ác, năm điều lành, ở đây là thuộc hết đó. Đi cái Phật thất là tôi cũng bắt trả cái đó đầu tiên. Tôi mới giảng pháp tiếp, còn không là không giảng. Đó là cái thân.
thân an. Giờ tới cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tâm khó à? Cái tâm là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, là sắc thân bên ngoài. Rồi tới các dây thần kinh bên trong là thân bên trong. Rồi tới tư tưởng là sống bằng cái ốc. Rồi mới tới ý chí là cái nghiệp. Rồi mới tới kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì cái này khó trả. Ở đây có một số Phật tử cũng chưa rành nữa đâu. Ở Trà Vinh thì hiểu rồi, được 30-40 rồi đó. Là mấy người cao cội 20-30 năm đó. Còn Phật tử mới là trả không nổi cái đó. Còn năm giới năm hạnh thì ai cũng trả được hết. Quý vị đây nghe vài chục lần, nhưng mà tôi kêu trả là rung đó. Ở nhà con trả thao thao bất tuyệt mà sư kêu cái con rung vậy. Rồi nó con đau tim, sư đừng kêu nữa nha. Tôi kêu là con chết bất tử là sư tình mạng con đó. Nói vậy là tôi không dám kêu. Phật tử khôn lắm. Khôn mà khôn dạy, khôn theo đời đó. Thành ra khôn là phải làm sao thuộc năm giới cấm. Làm sao phải thuộc cái tâm của mình. Tức là sát nà, cảm giác nà, tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm, kiến thức. Rồi mới bắt đầu phát nguyện. Cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này còn khó nữa à. Cái này là cái trí tuệ. Thôi giờ tạm ngưng đây nha. Để rồi tôi nói tôi mê, tôi nói tới chiều. Thì chúng ta còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ đi sâu lần lần. Lần lần. Hôm nay tôi nói năm giới trước thôi. Giờ quý vị làm sao quy tâm bảo. Ăn chay 1 tháng 10 ngày. Nói cái này từ từ rồi sư cô không dám hứa. Nói như vậy là ngu. Ở đây không có vấn đề hứa. Mà vấn đề phải làm thôi. Chẳng hạn tôi nói quý vị đi ở trước đâu có một cái hố ở dưới, có chồng ở dưới nha. Đừng có đi bước vô đó tránh hai bên nha. Còn không dám hứa. Được không? Trả lời gì nghe tức cười quá vậy. Phải tránh thôi. Chứ không có nó hứa không hứa gì hết. Nói giờ thọ giới ăn chay 10 ngày bạch sư còn không dám hứa. Tôi nói đâu có vấn đề hứa hay không hứa được. Đây là cái lò lửa nha, thuộc tay vô phẩm à. Còn không dám hứa. Còn không dám hứa là thục hay không thục. Phải không thục thôi chứ không có hứa không hứa gì hết đó. Đây là cái số phận của mình, cái số phận lang thang vô lượng kiếp lần này lần cuối cùng. Nhất định là con phải ăn chay 10 ngày. Nhất định là con phải giữ năm giới chứ không có vấn đề hứa hay không hứa gì hết. Phải thấy không? Mình phải hiểu. Thành ra tôi không có bắt Phật tử hứa với tôi. Mà tôi muốn Phật tử có hiểu biết. Hiểu biết bây giờ ai cản mình cũng nhất định không ấy. Thành ra người tu mà phát nguyện vãng sanh rồi đó, dầu gặp bác sĩ nói bây giờ cô bỏ niệm Phật đi, tôi cho cô sống thêm 50 năm nữa. Nó tù với bác sĩ bây giờ sống 100 ngàn ngày, bây giờ tôi cũng không sống được nó 50 năm. Tôi nhất định không bỏ cái vấn đề niệm Phật, không bỏ vấn đề ăn chay. Tôi chết xác thân này bây giờ sống 1000 năm nữa cũng chết thôi. Nhưng mà vấn đề đạt được cái bất tử được hay không? Nếu bác sĩ cho tôi có bất tử thì tôi xin chịu. Cho tôi cái không chết, mình chính bác sĩ còn phải chết mà. Thành ra mình phải hiểu cái sanh tử là cái quan trọng nhất. Dầu làm cái gì vua quan ông Phật cũng phải chết thôi. Nhưng mà Phật người ta nhận được cái bất tử ngay trong cuộc sống sống chết này. Ta thấy có một cái không chết nằm trong đó. Thì bây giờ muốn đi cái đó kiếp này chúng ta không làm được đâu. Chỉ có về giáo hội Phật A-di-đà. Mà muốn về phải nhất niệm. Mà con không nhất niệm được. Con còn tạp niệm, con kiếp trước con không tu hành. Bây giờ con tệ quá sư ơi. Nhưng mà muốn về hay không? À con vẫn muốn. Thì cứ niệm Phật đi. Tới chỗ nào có ban hộ niệm, có chùa, bỏ nhà về dời về đó. Trước khi chết nhờ ban hộ niệm, nhờ người khai thị, thì tạp niệm vẫn vãng sanh như thường. Thôi vậy thôi ha. Vậy là hiểu rồi đó. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, thì tôi xin cầu chúc cho Phật tử của mình ở đây cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ nhỉ? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.